Nhắc tới Lê Đức Thọ, điều đầu tiên nhiều người nhớ đến chắc chắn là những câu chuyện truyền kỳ về ông trong quá trình đàm phán hội nghị Paris. Tiếp đó thì sẽ là chuyện ông từng từ chối giải Nobel Hòa Bình năm 1973. Thế nhưng có lẽ ít ai biết rõ những hoạt động của ông trước những cuộc đàm phán đầy căng thẳng tại Paris. Vậy cuộc đời hoạt động của Lê Đức Thọ trước đó như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Lê Đức Thọ, một nhà ngoại giao trên cả xuất sắc của tác giả Mr. Backturn, được đăng tải trên website của Spyroom lần này nhé. Lê Đức Thọ, tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Được sự quan tâm, chăm lo, dạy bảo của cha mẹ, cả 8 anh chị em ông đều lớn lên với một tinh thần yêu nước, sẵn sàng xả thân vì dân tộc. Có lẽ nhờ đó mà sau này, không chỉ có ông Lê Đức Thọ thành danh, mà hai người em trai của ông cũng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong đảng. Ấy là tướng quân hậu cần Đinh Đức Thiện, tức ông Phan Đình Dinh, và đại tướng Mai Chí Thọ, tức ông Phan Đình Đống. Cho tới năm 14 tuổi, ông Lê Đức Thọ sống với gia đình tại quê nhà. Bởi gia cảnh khá giả, cũng như nhận được sự yêu mến và kính trọng từ người dân trong vùng, có thể nói, ông đã có tuổi thơ êm ấm và hạnh phúc. Vậy điều gì đã dẫn ông tới với con đường hoạt động cách mạng về sau này? Tới năm 1925, bước ngoặt của cuộc đời Lê Đức Thọ chính thức xảy tới. Ông rời gia đình để theo học tại trường tiểu học Cửa Bắc, thành phố Nam Định. Nam Định bấy giờ là một trong những cái nôi của các phong trào yêu nước. Vì thế nên tại đây, Lê Đức Thọ đã chứng kiến vô số cuộc đấu tranh liên tiếp, mạnh mẽ của công nhân. Trong đó điển hình là cuộc đấu tranh của 2.500 công nhân nhà máy sợi nổ ra ngày 30 tháng 4 năm 1925. Những cuộc đấu tranh rất thiết thực với giới cần lao khi tập trung vào việc đòi tăng lương và phản đối việc đãi ngộ tệ bạc đã gây được tiếng vang lớn trong lòng quần chúng, khiến thực dân Pháp hết sức lo sợ. Phong trào phát triển trong công nhân và lan nhanh ra các tầng lớp nhân dân khác. Trong các trường học, học sinh bí mật truyền tay nhau đọc các sách báo yêu nước tiến bộ. Những yếu tố ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức, tư tưởng của nhiều người. Đặc biệt, hưởng ứng nhiệt liệt nhất chính là lớp trí thức trẻ đang bất mãn với tình hình xã hội rối ren đương thời, trong đó có Lê Đức Thọ. Cùng năm nay, nhà cách mạng Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Trung Quốc, đưa về Việt Nam chờ ngày xét xử. Cả nước dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ đòi ân xá cho cụ. Đông đảo thanh niên, công nhân, học sinh Nam Định đã ký đơn gửi toàn quyền Pháp đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu. Tại phiên tòa xét xử Phan Bội Châu, tú tài Nguyễn Khách Doanh, người làng Dầm, xã Nam Bình, huyện Nam Trực đã tự nguyện xin được chịu án thay cụ Phan. Lê Đức Thọ đã rất khâm phục tinh thần vì nghĩa diệt thân ấy. Những ý tưởng tham gia hoạt động cách mạng yêu nước cũng dần nhen nhóm trong ông từ đây. Đến giữa năm 1927, ở Nam Định đã hình thành một số chi hội của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có chi hội học sinh trường Thành Trung mà nòng cốt là học sinh đoàn. Từ trường Thành Trung, học sinh đoàn lan nhanh sang các trường học khác. Năm 1928, được thầy giáo Nguyễn Văn Tiến dìu dắt, Lê Đức Thọ được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trở thành một nhân cốt tích cực của trường tiểu học Cửa Bắc. Trong giai đoạn cuối thập niên 20, đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, phong trào cách mạng tại Nam Định có bước chuyển mạnh. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy đèn, công nhân nhà máy sợi, toàn thể thợ nhộm, nữ công nhân máy lờ. Hoạt động của học sinh đoàn càng sôi nổi, Lê Đức Thọ cùng với các đoàn viên, thanh niên cảm tình cách mạng đã tổ chức rải truyền đơn ở nhiều thành phố, cổ vũ tinh thần đấu tranh của công nhân, vạch mặt kẻ thù đàn áp phong trào. Với tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và những hoạt động rất sôi nổi, tích cực, tháng 10 năm 1929, Lê Đức Thọ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Từ một thanh niên yêu nước, trở thành đảng viên Cộng sản là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Lê Đức Thọ. Được tổ chức phân công phụ trách công tác thanh niên học sinh, Lê Đức Thọ chuyển sang học ở trường tư thục Avenir. Ông dành nhiều thời gian hoạt động phát triển tổ chức hội, tuyên truyền sách báo yêu nước và cách mạng. Thời gian này, ông đã tuyên truyền giác ngộ và tổ chức được nhóm học sinh đoàn gồm Phan Văn Tùng, Dương Khắc Niệm,
Trần Đức Quý và nhiều người khác. Sau một thời gian tích cực hoạt động, tại trường Avenir, ông đã tổ chức được một chi bộ, lúc đầu có 4 đảng viên do ông làm bí thư. Không chỉ tuyên truyền giác ngộ thanh niên, học sinh ở thành phố, mỗi dịp về nghỉ hè ở quê nhà, Lê Đức Thọ rất chú ý tuyên truyền cách mạng cho lớp thanh niên và đặc biệt là những người ruột thịt trong gia đình mình. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Phan Đình Dinh, tức Đinh Đức Thiện, Phan Đình Tạc, Phan Đình Thiều và Ngô Văn Ngoạn. Họ chính là những người đã tổ chức và thành lập chi bộ đảng ở Địch Lễ ngay từ năm 1930. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 13 cách mạng tháng 10 Nga thành công, đảng bộ Nam Định mở một đợt hoạt động mạnh tại thành phố. Theo đó, các chi bộ nhà máy, trường học, đường phố cùng đồng loạt hành động. Đêm ngày 6 sáng ngày 7 tháng 11 năm 1930, Lê Đức Thọ cùng các đảng viên trong chi bộ học sinh đi rải truyền đơn và treo cờ đảng ở nhiều đường phố. Cũng tối hôm đó, gần như cùng lúc các đảng viên và quần chúng cách mạng đã gây nhiều tiếng nổ lớn. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 11, giữa lúc công nhân nhà máy sợi đang đổi ca thì pháo lại nổ vang. Công nhân hò reo náo nhiệt. Sự kiện này làm náo động thành Nam. Chính quyền thực dân nhận thấy sự đe dọa liền cho lùng sục ráo riết khắp nơi. 54 đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt giữ, trong đó có cả Lê Đức Thọ. Khi khám nơi ở của ông, mật thám thu được nhiều sách báo cách mạng. Lê Đức Thọ sau đó bị giam giữ tại sở mật thám. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng ông vẫn kiên cường chịu đựng, kiên quyết bảo vệ quyền lợi bản thân và cơ sở cách mạng. Sau khi hỏi cung và tra tấn hơn một tháng, chúng đưa ông giam riêng ở Xà Lim, còng hai chân suốt nhiều tháng ròng. Ngày 27 tháng 1 năm 1931, chúng đưa ông ra xử ở tòa án Nam Định và bị kết án tù khổ sai chung thân. Không chấp nhận sự ngược đãi, ông làm đơn chống án. Tòa thượng thẩm tại Hà Nội sau đó đã giảm án xuống 10 năm khổ sai. Đây là mức án cao nhất của vụ án này. Giữa năm 1931, ông bị đày ra nhà tù Côn Đảo. Trong những năm tháng bị giam cầm ở Côn Đảo, Lê Đức Thọ trở thành một trong những người lãnh đạo tổ chức đảng trong nhà tù. Ông tập hợp các tù nhân cộng sản, tham gia giác ngộ, lôi kéo các tù thường phàm, đoàn kết đấu tranh chống chế độ hà khắc, đòi cải thiện đời sống, bảo vệ tính mạng những người tù. Cuộc đấu tranh quyết liệt nhất đã mang lại kết quả là cuộc tuyệt thực tháng 8 năm 1934. Thống đốc Nam Kỳ, Pages, phải đích thân ra tận nơi để giải quyết và buộc phải nhượng bộ với việc nới lỏng các biện pháp cấm đoán, giảm thiểu các hình thức đàn áp, đánh đập, tăng thời gian ra sân chơi mỗi ngày của tù nhân. Ông cũng là người phản đối chủ trương của một số đảng viên cộng sản đòi tổ chức cướp nhà tù, bởi đó là hành động mạo hiểm, không thể thành công và sẽ nguy hại đến tính mạng người tù. Giai đoạn này đã rèn luyện cho ông tính nhẫn nại và nghiêm khắc về sau, những đức tính mang lại cho ông biệt danh Cái Búa. Song song với cuộc đấu tranh có tổ chức với những biện pháp thích ứng, Lê Đức Thọ còn cùng với tổ chức đảng thực hiện nhiều công việc nhằm biến nhà tù thành trường học. Đó là việc ra các tờ báo Tiến Lên ở trại giam Khổ Sai và tờ Ý Kiến Chung ở trại giam Cấm Cố. Đó là tổ chức các lớp học, người hiểu biết về lý luận thì truyền đạt, trao đổi với người chưa biết về các vấn đề lý luận cách mạng, các vấn đề thời cuộc chính trị. Chính nhờ có việc ra báo, tổ chức các lớp học bí mật mà trình độ nhận thức về lý luận chính trị, về đường lối đấu tranh của đảng, của những người tù cộng sản được nâng lên. Năm 1936, trước sức đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân và được sự ủng hộ tích cực của phong trào Bình Dân Pháp, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương buộc phải trả lại tự do cho một số lượng lớn tù chính trị, trong đó có Lê Đức Thọ. Sau khi ra tù và trở về Nam Định, Lê Đức Thọ tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau khi bắt được liên lạc với các đồng chí hoạt động công khai ở Nam Định, ông được giao phụ trách công tác báo chí công khai của tỉnh và tham gia xây dựng cơ sở bí mật của đảng ở địa phương. Ông đã mở đại lý phát hành sách báo cánh tả mang tên Phan Khải, sau đổi tên Tin Tức. Mục tiêu chính là công khai tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin nhằm giới thiệu đường lối, chủ trương của đảng. Song song với đó là hướng dẫn quần chúng đấu tranh, kết hợp hoạt động công khai và bí mật, đồng thời giác ngộ công nhân, học sinh và tổ chức xây dựng cơ sở bí mật. Ngày 31 tháng 7 năm 1939, mật thám bất ngờ lục soát, khám xét nhà cửa và bắt 22 đảng viên và quần chúng cách mạng, bao gồm cả Lê Đức Thọ, đưa về giam giữ tại sở mật thám Nam Định. Đến ngày 1 tháng 8, ông Lê Đức Thọ được thả ra cùng với một số đồng chí. Ngay sau khi được thả, ông Lê Đức Thọ đã gửi bức điện cho toàn quyền Đông Dương với nội dung: "Chúng tôi cực lực phản đối việc khám nhà,
và bắt người hàng loạt ngày 31 tháng 7 năm 1939. Chúng tôi cho rằng đó là việc làm trái với tự do dân chủ. Vì biết rõ Lê Đức Thọ là lãnh đạo phong trào cách mạng công khai ở Nam Định, nên mặc dù được thả, nhưng ông vẫn bị mật thám ngày đêm theo dõi. Ngày 9 tháng 9 năm 1939, mật thám mở hàng loạt vụ khám xét, bắt ông Lê Đức Thọ cùng hầu hết các đảng viên quần chúng cốt cán đang hoạt động công khai. Ngày xử án, ông Lê Đức Thọ cùng các đồng chí của mình đã dựa vào việc nghị định ngày 28 tháng 9 năm 1939 của toàn quyền Đông Dương cấm lưu hành và tàng trữ sách báo cộng sản, chưa đủ hiệu lực để tự biện hộ cho mình ngay tại phiên tòa và kháng án lên tòa thượng thẩm. Có lẽ lý lẽ sắc bén của Lê Đức Thọ và những đồng chí đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Do đó, tòa án thực dân buộc phải tha bổng và chỉ xử án treo phần lớn những người bị bắt. Nhưng ngay sau đó, dựa vào nghị định ngày 21 tháng 1 năm 1940, tức tập trung các phần tử nguy hiểm cho an ninh, chúng bắt lại Lê Đức Thọ, kết án 5 năm tù. Trong 5 năm từ năm 1939 đến năm 1944, Lê Đức Thọ bị giam cầm khắc nghiệt trong lao tù từ Hỏa Lò, Hà Nội đến Sơn La, Hòa Bình. Cuối năm 1943, với vai trò bí thư chi bộ tại nhà tù Hòa Bình, ông đã lãnh đạo thực hiện thành công chủ trương của Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức vượt ngục cho nhiều cán bộ đang bị giam cầm trong các nhà tù. Khi ra tù, tháng 9 năm 1944, ông được giao phụ trách công tác tổ chức, huấn luyện cán bộ và công tác bảo đảm bí mật cho an toàn khu của Trung ương. Tới tháng 10, ông được chỉ định là ủy viên Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ, góp phần chuẩn bị điều kiện để tổng khởi nghĩa. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sau cách mạng tháng 8, Lê Đức Thọ được phân công phụ trách công tác tổ chức của đảng. Ông cùng với một số lãnh đạo đã giúp Trung ương bố trí, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng để kịp thời chuẩn bị cho đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Tới ngày 23 tháng 9 năm 1948, Lê Đức Thọ tham gia đoàn đại biểu của đảng và chính phủ vào miền Nam công tác. Ông được phân công là trưởng ban đảng vụ, kiêm trưởng ban dân vận xứ ủy Nam Bộ. Tới năm 1949 thì làm phó bí thư xứ ủy Nam Bộ. Suốt thời gian ở đây, ông đã dành nhiều tâm huyết trong việc xây dựng hệ thống tổ chức đảng. Ông cùng ban thường vụ xứ ủy Nam Bộ đã rà soát đội ngũ cán bộ các khu ủy, tỉnh ủy, đặc khu ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, nắm tình hình xây dựng, củng cố tổ chức. Đồng thời, ông cũng đề xuất một số biện pháp khẩn cấp để chấn chỉnh, kiện toàn ngay lập tức một số cấp ủy đảng vì xác định cấp ủy đảng chính là đầu não của phong trào cách mạng. Năm 1955, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bắt đầu, Lê Đức Thọ tập kết ra Bắc. Tại đây, ông được bổ sung vào Bộ Chính trị, phụ trách công tác sửa sai cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Tới năm 1968, sau chiến dịch Tết Mậu Thân, Lê Đức Thọ được chọn để đưa vào tăng cường cho Trung ương Cục Miền Nam. Ban đầu, ông giữ chức Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam. Đến tháng 5 cùng năm, ông lại được Bộ Chính trị gọi ra miền Bắc. Ông được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhận nhiệm vụ này, Lê Đức Thọ có trách nhiệm trực tiếp đàm phán với đại diện của Chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng để giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. Cũng từ đây, giai đoạn ấn tượng và nổi tiếng nhất trong cuộc đời của Lê Đức Thọ bắt đầu. Sau chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Lê Đức Thọ được điều vào tăng cường cho Trung ương Cục Miền Nam. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông làm cố vấn đặc biệt cho trưởng đoàn ngoại giao Xuân Thủy tại đàm phán Paris. Lúc đó ông đã 57 tuổi, là một ủy viên Bộ Chính trị có nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, đối mặt với ông bên kia bàn đàm phán là Henry Kissinger, một đối thủ không hề dễ nhằn. Người này là cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, từng dạy học tại Đại học Harvard, là nhà ngoại giao có tài, hiểu biết sâu rộng về Việt Nam. Spy Room chúng mình cũng đã từng làm một video về nhân vật này, các bạn có thể xem lại ở đường link phía bên dưới nha. Trong vòng 3 năm kể từ năm 1970 đến năm 1972, Lê Đức Thọ và Henry Kissinger trải qua hàng chục phiên đàm phán căng thẳng tại Paris để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
đàm phán bốn bên tại Paris bắt đầu từ năm 1969, nhưng bế tắc với các phiên công khai. Để tháo gỡ, Mỹ và Bắc Việt sắp xếp kênh bí mật với hai nhân vật chính là Lê Đức Thọ và Kissinger. Ông Lê Đức Thọ và Kissinger thường ăn miếng trả miếng, tranh cãi tay đôi để bảo vệ lập trường, quan điểm của mỗi bên. Với những nhân chứng từng tham gia đàm phán, Lê Đức Thọ là một nhà chiến lược tài ba, sắc sảo và rất quyết liệt, kiên trì trong việc bảo vệ lập trường của ta. Thêm vào đó, chính nghĩa thuộc về cuộc kháng chiến của Việt Nam, nên Mỹ và Kissinger, dù dùng nhiều thủ đoạn quân sự và ngoại giao khác nhau, cũng không thể giành được hòa bình trong danh dự như họ mong đợi. Kể từ đây, ông Lê Đức Thọ trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và được cả thế giới biết đến. Trong hồi ký, chính đối thủ Kissinger cũng phải dùng một giọng điệu khâm phục dành cho ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ rất bình tĩnh, thái độ cũng không có điều gì chê trách được, trừ một hai lần. Cuộc gặp gỡ đầu tiên. Lê Đức Thọ và Kissinger gặp nhau lần đầu ngày 21 tháng 2 năm 1970 tại nhà 11, phố D'Arthé, Choisy-le-Roi, Paris. Khi Kissinger đến, Xuân Thủy là người ra đón. Nhớ lại sự kiện này, thư ký của Lê Đức Thọ bấy giờ là ông Lưu Văn Lợi đã viết: "Đây là giây phút lịch sử, hai con người hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc xã hội, bản chất, lý tưởng chính trị, gặp nhau rồi cùng nhau bàn cãi quyết liệt trong 3 năm để đi tìm giải pháp cho vấn đề Việt Nam." Sau khi xin lỗi đến muộn và đề nghị giữ bí mật cuộc gặp, ông Kissinger khẳng định Mỹ muốn đàm phán thiện chí, nghiêm chỉnh nhưng lưu ý tình hình nước Mỹ có lợi hơn cho Nixon, tình hình miền Nam khó khăn hơn cho Hà Nội. Hà Nội cũng không còn sự ủng hộ của nhiều nước như trước, Mỹ không cứng nhắc và muốn chấm dứt chiến tranh thực tế chứ không phải lý thuyết. Kissinger nhấn mạnh sự tiến bộ trong đàm phán tùy thuộc vào sự không tăng cường bạo lực ở miền Nam. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Mỹ sẽ giúp đỡ Việt Nam đổi mới, xây dựng lại đất nước và sẽ không bao giờ là mối đe dọa cho nền độc lập của Việt Nam. Trước khi kết thúc, Kissinger xin lỗi vì nói dài, nhưng nhấn mạnh thêm là giáo sư Đại học Harvard bao giờ cũng nói trong 55 phút. Ông Lê Đức Thọ bình tĩnh trả lời: "Tôi thì chẳng phải giáo sư tiến sĩ gì, nhưng tôi có đứa con trai là tiến sĩ." Câu nói hóm hỉnh này của Lê Đức Thọ như một tuyên bố thể hiện tinh thần không thua kém của ông Lê Đức Thọ trước Kissinger. Khá nhiều người hiểu sai rằng ông Lê Đức Thọ xem Kissinger ngang hàng với con trai mình, nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Chúng ta đều hiểu rằng tiến sĩ là một học vị cao nhất trong hệ thống học vị, và những giáo sư thường sẽ là học hàm được phong cho tiến sĩ có nhiều thành tựu hoặc có thâm niên cao. Như vậy, ngụ ý của ông Lê Đức Thọ ấy là việc Henry Kissinger đem học hàm ra khoe chỉ khiến cho ông ta trông như thế hệ đàn anh của con trai mình thôi, tức là không đến mức xem thường nhưng cũng không đánh giá cao đối phương. Chiều cùng ngày, Lê Đức Thọ nói Kissinger đánh giá không đúng thực tế chiến trường. Đó là quyền của ông. Suốt 15 năm qua, khi đánh giá tương quan lực lượng hai bên, các ông rất sai về chúng tôi. Ông Lê Đức Thọ nói và không quên nhắc Việt Nam hóa chiến tranh bắt đầu thất bại. Cố vấn của đoàn Hà Nội khẳng định, dù Mỹ tiếp tục thế nào cũng không thay đổi được chiều hướng cuộc chiến. Dân tộc tôi bị người ta lừa gạt nhiều rồi, muốn giải quyết vấn đề thì phải thành thật, ông Lê Đức Thọ nói. Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh, trong hai con đường hòa bình và chiến tranh, các ông nên chọn lấy một. Nếu các ông chọn con đường hòa bình, thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Những giờ phút căng thẳng. Đàm phán sau đó trở nên bế tắc. Đầu tháng 10 năm 1972, sau khi Hà Nội đi ra dự thảo Hiệp định Paris, hai ông Lê Đức Thọ và Kissinger cơ bản thống nhất được nhiều điều khoản và dự tính mốc thời gian ký. Kissinger nói sẽ đến Hà Nội ký tắt, nhưng sau đó Mỹ trì hoãn thực hiện và Kissinger không đi Hà Nội như dự kiến. Tại cuộc gặp tháng 11, ông Kissinger cố làm dịu không khí bằng lời mời ông Lê Đức Thọ giảng tại Đại học Harvard. Đáp lại, ông Lê Đức Thọ đọc bài chuẩn bị sẵn dài 5 trang, nêu thiện chí của Hà Nội và tố cáo sự lật lọng của Mỹ. Chúng tôi đã bị người Nhật, người Pháp, người Mỹ lừa dối, nhưng chưa bao giờ trắng trợn như lần này. Ông Lê Đức Thọ gay gắt và hỏi Kissinger. Ông đã từng nói cần thiết phải hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, rồi ông lật ngược đi thì ông nghĩ chúng tôi hiểu ông là người như thế nào? Kissinger thanh minh, cuộc chiến kéo dài nên khi đi đến gần giải pháp mới thấy những vấn đề phức tạp, chưa kịp nghĩ tới. Sau đó, Kissinger hứa hẹn có thể làm xong phần lớn văn bản trong tuần này. Tuy nhiên đòi sửa lại hầu hết chương trong hiệp định, nhất là về ngừng bắn, rút quân, chính trị nội bộ miền Nam. Theo đó,
Bản hiệp định theo ý Mỹ có vài điểm đáng chú ý như xóa tên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong lời mở đầu và các chi tiết khác trong hiệp định, rút tất cả lực lượng không phải miền Nam khỏi miền Nam, không công nhận có hai chính quyền, hai đội quân, hai địa bàn ở miền Nam. Kissinger cũng không nói gì về trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Huỳnh, nguyên đại sứ, thành viên phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Paris kể, có những cuộc họp hai bên trao đổi lý lẽ, lập luận tương đối điềm tĩnh, nhưng có những ngày không khí rất căng thẳng, thậm chí có cả chuyện đập bàn, đập ghế. Ông Thái kể, một lần Kissinger nói, ông Lê Đức Thọ này, nếu các ông cứng như thế này, thì có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp tục, vũ khí sẽ còn tiếp tục rơi ở miền Bắc. Nghe vậy, ông Lê Đức Thọ đáp lại ngay, tôi xin ngắt lời ông, có phải tôi với các ông mới đánh nhau hôm qua đâu? Tôi với các ông đánh nhau 4-5 năm rồi. Vũ khí rơi 4-5 năm rồi, các ông đem vũ khí ra dọa tôi hôm nay không được đâu. Lưu Văn Lợi kể rằng, Lê Đức Thọ đã nhắc lại Nixon từng trao công hàm cho Hà Nội khẳng định hiệp định, xem như hoàn thành và phê phán những luận điểm của Kissinger. Ông Lê Đức Thọ nêu rõ vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời ở miền Nam và trên trường quốc tế. Nhiều năm nay, miền Nam đã có 3 vùng do chính quyền Sài Gòn, quân giải phóng kiểm soát và vùng tranh chấp. Kissinger đòi xóa bỏ các vùng do chính phủ cách mạng lâm thời kiểm soát là điều mà quân Mỹ và Sài Gòn không làm được từ trước đến nay. Đề nghị này là vô lý. Việc Mỹ đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam bị ông Lê Đức Thọ bác bỏ. Nhân dân Việt Nam có quyền chống xâm lược và không thể đặt việc rút quân miền Bắc ngang hàng với rút quân Mỹ. Lê Đức Thọ phản bác rằng, đặt vấn đề như vậy không chính đáng, trái đạo lý, chính trị, pháp lý. Lê Đức Thọ cũng giữ nguyên quan điểm Hà Nội thả tù binh Mỹ, thì Sài Gòn thả hết cả nhân viên, dân sự, miền Nam còn bị giam giữ. Ông thấy thế giới có cuộc chiến tranh nào giữa các bên khi chấm dứt rồi, một bên trao trả người bị bắt, còn bên kia giữ lại không? Lê Đức Thọ tiếp tục chất vấn Kissinger. Kissinger đồng ý một số đề nghị của Lê Đức Thọ, nhưng hai bên còn nhiều tranh cãi. Lê Đức Thọ có lần hỏi thẳng, các ông có muốn đàm phán nữa không? Nếu ông cố vấn không muốn thì chúng tôi cũng thôi, mà muốn bàn nữa thì chúng tôi bàn, nhưng phải có đi có lại. Hiệp đấu cuối cùng. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, khi Lê Đức Thọ vừa từ sân bay Gia Lâm về tới nhà, thì máy bay B-52 của Mỹ bắt đầu dội bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác. Nhưng kế hoạch đánh bom nhằm lật ngược tình thế của Nixon thất bại. Các cuộc gặp giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger được nối lại đầu năm 1973. Đây cũng là hiệp đấu cuối cùng giữa hai người để đi đến ký hiệp định. Cuộc gặp này đã được Lưu Văn Lợi mô tả là cố vấn Lê Đức Thọ tới Paris trong hào quang trận Điện Biên Phủ trên không. Khác với thường lệ, đoàn Việt Nam không ra đón Kissinger ngoài cổng. Hà Nội biểu thị sự lạnh nhạt với người Mỹ sau 12 ngày đêm khói lửa trên bầu trời Hà Nội. Lê Đức Thọ đã phê phán phía Mỹ rằng, các ông lấy cớ đàm phán gián đoạn để ném bom miền Bắc Việt Nam lúc tôi vừa về đến nhà. Hành động của các ông trắng trợn và thô bạo. Các ông tưởng làm như vậy có thể khuất phục được chúng tôi. Nhưng các ông nhầm. Chính các ông làm cho đàm phán khó khăn, danh dự nước Mỹ hoang ố. Kissinger thì thanh minh là cách đàm phán của Hà Nội cuối năm 1972 khiến Washington cho rằng muốn kéo dài, không giải quyết vấn đề. Khi Kissinger đề nghị không chỉ trích nữa, ông Lê Đức Thọ đáp, tôi kiềm chế lắm rồi, chứ dư luận thế giới, nhà báo và các nhân vật ở Mỹ còn dùng câu chữ dữ dội hơn nhiều. Cách ký hiệp định là một vấn đề kỹ thuật, không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng được bốn bên tham gia đàm phán đặc biệt quan tâm. Ông Lê Đức Thọ đòi hai bên ký và bốn bên ký. Kissinger không đồng ý, đề ra ba phương án nhưng đều không có tên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau đó, Kissinger đề nghị có cả hiệp định dành cho hai bên và bốn bên ký. Thế nhưng trong bản bốn bên thì mỗi bên ký một tờ riêng biệt và cả bốn tờ gộp chung vào hiệp định. Người ký đều ghi chức vụ. Hai bên thỏa thuận như vậy, Lê Đức Thọ đề nghị thêm hiệp định thư về bồi thường. Kissinger nói Mỹ sẽ đóng góp vào hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng không nên có nghị định thư chừng nào tù binh Mỹ chưa được thả và số tiền cụ thể cần quốc hội thông qua. Vì vậy, hai bên sẽ trao công hàm và bàn sau. Lê Đức Thọ cuối cùng cũng đồng ý. Ngày họp cuối, hôm 13 tháng 1 năm 1973, Kissinger đề nghị lễ ký không đọc diễn văn mà chỉ chúc từng người bên ngoài. Đó là ngày trang trọng ở Mỹ. Ở Việt Nam càng trang trọng hơn. Vì vậy, chúng ta nên khởi đầu với thái độ hòa giải, quảng đại, nồng nhiệt với nhau, Kissinger nói, và ông Lê Đức Thọ đồng ý. Kết thúc ngày họp cuối, hai đoàn ăn cơm chung.
Ông Lê Đức Thọ nâng cốc với Kissinger, nói: "Đây là kết quả bước đầu, nhưng rất quan trọng và cơ bản để lập lại hòa bình ở Việt Nam." Kissinger đáp: "Đến lúc này hòa bình sẽ trở lại Đông Dương với hai dân tộc chúng ta vào ngày ký hiệp định." Ngày 23 tháng 1 năm 1973, sau khi ký tắt hiệp định Paris, Kissinger trao bút cho ông Lê Đức Thọ và nói: "Tôi tặng ông cây bút này để nhớ mãi ngày lịch sử." Ông Lê Đức Thọ tặng lại Kissinger bút của mình, dặn: "Ông ký rồi phải giữ lời đấy nhé." Sau hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, hai ông Lê Đức Thọ và Kissinger được trao giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, Lê Đức Thọ từ chối nhận với lý do Mỹ đã gây chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Một bên đi xâm lược, một bên chống lại quân xâm lược để giải phóng dân tộc mình, không thể cùng chia nhau giải Nobel Hòa Bình. Hơn nữa, hòa bình chưa thực sự hiện diện ở Việt Nam, đất nước vẫn còn chia cắt, nên ông cũng không cảm thấy mình nên nhận giải. Về phía Mỹ, giải Nobel Hòa Bình được đón nhận với tâm thế trái ngược. Kissinger rất vui vẻ khi biết tin, trong khi Nixon thậm chí còn phát biểu cho rằng giải thưởng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nghệ thuật đàm phán của Mỹ trong cuộc chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng niềm vui đó không tồn tại được lâu, vì truyền thống Mỹ hiển nhiên không đồng tình với Nixon và Kissinger. Tờ New York Times gọi giải thưởng Nobel năm đó là Nobel vì chiến tranh. Tờ Washington thì cho rằng người Na Uy thực sự rất có khiếu hài hước. Diễn viên hài nổi tiếng chuyên châm biếm chuyện chính trị Tom Leader thậm chí đã phát biểu: "Châm biếm chính trị đã trở nên lỗi thời kể từ khi Henry Kissinger được trao giải Nobel Hòa Bình." Không chỉ dừng lại ở giới truyền thông Mỹ, sự phản đối còn thể hiện mạnh mẽ hơn khi hai thành viên hội đồng xét duyệt giải Nobel đã lập đơn xin từ chức. Kissinger sau đó không tới dự buổi trao giải tại Oslo vì lo lắng sẽ trở thành mục tiêu đả kích của các nhóm biểu tình phản chiến. Năm 1975, khi chính quyền Sài Gòn thất thủ, ông đề nghị trao trả lại kỷ niệm chương nhưng không được hội đồng Nobel chấp nhận. Ngay trong ngày Sài Gòn được giải phóng, Lê Đức Thọ và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy chiến trường đã có mặt tại thành phố vừa im tiếng súng. Nửa tháng sau, vào giữa tháng 5 năm 1975, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đã họp tổng kết chiến dịch. Ngoài báo cáo tổng kết do Đại tướng Văn Tiến Dũng trình bày, thì đồng chí Lê Đức Thọ là diễn giả chính của hội nghị tổng kết chiến dịch. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Lê Đức Thọ được phân công làm phó ban đại diện của đảng và chính phủ ở miền Nam. Tháng 12 năm 1976, tại đại hội lần thứ 4 của đảng, ông tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư và làm trưởng ban tổ chức trung ương. Từ giữa năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, Lê Đức Thọ được bộ chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt, theo dõi tình hình biên giới phía Tây Nam và giúp cách mạng Campuchia. Đầu tháng 11 năm 1978, thay mặt Bộ Chính trị, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông tiếp các đại biểu của những người Campuchia nổi dậy chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, và cũng vào cuối tháng này, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia ra đời. Tại đại hội lần thứ 5 của đảng vào tháng 3 năm 1982, Lê Đức Thọ được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, ông được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của đảng. Năm 1986, Lê Đức Thọ làm trưởng tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 6 của đảng. Tại đại hội vào tháng 12 năm 1986, ông được cử làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng. Cũng từ giai đoạn này, do tình hình sức khỏe nên ông lui về với vai trò cố vấn thuần túy, ít tham gia trực tiếp tại hiện trường như trước. Ngày 13 tháng 10 năm 1990, ông được xác nhận là đã qua đời tại Viện Quân y 108 vì một cơn bạo bệnh. Ông được phát hiện khi đang đương chức cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù xe cứu thương ngay sau đó đã được điều đến để chở ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng ông vẫn không qua khỏi và đã qua đời vào gần trưa chiều cùng ngày. Sau đó, linh cữu của ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, nhà ngoại giao tài ba Lê Đức Thọ đã đem đến tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và của dân tộc. Có thể tự tin nói rằng ông xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứng đáng với những sự tuyên dương mọi người dành tặng.
Và trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết về cuộc đời của nhà ngoại giao huyền thoại Lê Đức Thọ. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spy Room. Và cũng đừng quên bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.